Quay đấy. Tại lại thế. Ôi trời ơi. Làm như nào? Nhưng mà nó nhẹ. Nhẹ luôn đúng không? Để tốt lắm. Lưng cảm giác nhẹ. Nhưng mà cái chỗ lưng này vẫn mỏi mỏi. Nắm mũ em kiểm tra một tí cho nắm. Em mình đang học đấy à? Cấp ba. Học đấy. Anh đoán tôi sinh năm bao nhiêu? Anh đoán này thử đấy. Để tầm 20 rồi. Đến 20 rồi. Chưa, em 17 tuổi, chưa 18 tuổi. Trời ơi. Em quay sang bên này. Ấm đi con này. Này cửa là gì? Hôm nay đỡ hơn. Đúng không? Hôm nay đỡ hơn. Hôm trước làm sao cửa như này? Đúng rồi. Hôm trước mỏi hơn, đau. Em đứng sang bên kia. Thank you.